Ok, hôm nay là ngày chủ nhật nha. Hôm nay là ngày sinh nhật Nicola ở Nancy Văn Đơn. Giờ này là 5 giờ chiều nha. Bây giờ bắt đầu người ta làm lễ sinh Nicola, người ta đi ra đó. Cũng là cảnh sát đã dẫn đường đó. Là bà con người ta xuống nhà người ta coi nè. Bà con xuống nhà coi rất đông. Ở bên đây là ngày lễ sinh Nicola rất là lớn nha bà con. Cảnh sát dẫn đường đi đó. Cảnh sát dẫn đường đi. Cảnh sát người ta dẫn đường lại hết thấy chưa? Xe giờ là không có được quyền thu ghê nữa, không có được quyền chạy nữa rồi đó. Bà con coi rất là đông. Bà con coi rất là đông nữa. Giờ cảnh sát lại ra giữ đường đó. Bây giờ ở trong kia là người ta cùng ra, người ta đi ra đó. Rất là đông. Bây giờ bà con ủng ạc ra coi đó. Rất là đông nha. Đó, bây đầu đang đi ra đó. Đây là sinh nhật Nicola ở nước Pháp đây nha. Bữa nay là ngày 8 Tây, những ngày chủ nhật. Bây giờ này bà con đi ra rồi đó. Đây là đường xá. Bà con ăn hết, ăn sát rồi, ăn hết luôn. Trời lạnh quá à. Yeah.
Là ngày lễ
Saint Nicolas của nước Pháp đó. Nghẹt luôn.